Để thuốc của mình, thuốc này uống thì trong vòng 3 ngày. Thuốc uống 3 ngày. Đây là tờ hóa đơn, tờ đơn này. Có cái thẻ khám bệnh thì chỉ hết 150 khoai thôi. Đấy. Vừa đi vào trong, lại vào trong cái chỗ cái viện này, mới khám gì ở đây. Lại thuốc đây. Bây giờ tối người ta không cho nội soi, phải nội soi sáng. Đấy, khó không? Toán mất tiền oan. Bây giờ sang đây bệnh tật khó thật, chẳng có ai đưa đi cả, cứ đi mỗi mình thôi, khó thế. Thôi giờ biết làm sao mà giờ bệnh tật sang đây khó, nói chung là khó lắm. Nọ gửi thuốc hàng bao tiền nhưng mà uống không đỡ, khó thật. Biết làm nào, về uống không đỡ không, định đi nội soi luôn đi nhưng mà không nội soi được, chán quá. Một lần khám mà có thẻ này là còn 150 khoai, nhưng không có thẻ này thôi đúng là đi luôn đấy. Cái này chụp các thứ tốn kém lắm ạ. Thế nên là các bạn nào có bệnh tật thì cố gắng tìm ở Việt Nam mua thuốc uống, mua nhiều rồi là đúng thuốc đúng bệnh khám luôn xong hãng đi, chứ như mình đây là tiền không có sang bên này bây giờ khó thật đấy. Mà hôm nay thì lại chẳng có ai đưa đi cả, chẳng có ai đưa đi, đi mỗi mình thì tổ trưởng ấy bảo đau vai không đưa đi được, nọ đưa đi rồi nay không đưa đi được, thôi mình chả cần, mình vào mình nói Google mình tự mình đi khám được, chả có quái gì không làm bạn. Nói chung là sao bên này nhiều cái thiệt lắm, lại môi giới thì bây giờ đi thì lại mất bao tiền, tốn kém lắm. Sao bên này cái gì cũng khó, cái gì cũng thiếu, cái gì cũng thiệt. Thì các bạn nào mà mình xin nhắc, mà các bạn nào ví dụ muốn đi nước ngoài mà mình có bệnh gì cố gắng mua thuốc uống hoặc là đi khám gần nhất trước khi bay, ví dụ các bạn bay trước một tháng các bạn khám trong vòng một tháng trước khi bay để uống thuốc, các bạn mua nhiều, mua mấy tháng mà sang bên này uống cho đỡ đi, xong về sau dần dần thì có thể sang bên này không ấy thì khám lại bên này, còn không thì nếu mà đỡ thì cứ mua tiếp cái thuốc như vậy uống cho đỡ ấy, chứ bây giờ sang đây chả biết làm nào là nhiều cái nó cũng mệt lắm bạn. Bệnh tật rồi, những cái chỗ mình nó lại dạ dày ấy mới khó, chứ còn ví dụ các cái bệnh khác thì ấy không biết, mà mình dạ dày nhiều cái nó mới mệt ấy. Thôi bạn, giờ biết làm nào giờ, phải cố gắng để công việc thì trả ra gì, chung là chán lắm, thất vọng. Thằng mình sang bên Đài nhiều cái mình thất vọng lắm. Nếu các bạn có đau ấy, thì cứ bảo môi giới ấy, cho đi khám. Nhưng mà mình dạy các bạn một cái mẹo nhá, khi các bạn đau ở nhà thường gọi môi giới thì nếu các bạn bảo trước người ta lại mất mấy trăm khoai đấy, nhưng mà ví dụ mà
mình sẽ dạy các bạn một cái mẹo, đó là khi các bạn đến công ty, các bạn cứ làm một lúc xong các bạn giả vờ đau để cho người ta gọi môi giới đến cho đi khám đấy, thì đỡ mất tiền phí. Còn không á, nếu mà mình bảo người ta, chủ động bảo người ta là mất mấy trăm khoai, nói chung là tốn kém, đi khám bao tiền các bạn đấy, mình phải tiểu xảo một tí bạn, đừng thật thà quá. Sang bên này nó thật, đừng có thật thà quá, cái gì thật thì thật, được nên thật. Nói chung là còn cái gì mà mình không đáng giá mình phải bỏ đồng tiền ra thì đừng nên thật thà quá. Nói chung là các bạn mà có gì thì cứ bảo môi giới, nhưng mình thì thôi, mình báo giá được môi giới giá ra gì cả, cho nên thôi mình tra thiết bảo mình cứ tự đi khám là sao. Thôi có lẽ là cũng như vậy thôi, bây giờ về lại uống tiếp mấy ba ngày này nữa, nếu mà không đỡ thì đi nội soi tiếp. Thực ra thì đấy, cơ bản như vậy, đi khám này nó như vậy thôi, chả có gì có cả. Các bạn mà ngại không muốn đi hay gì thì các bạn cứ bảo môi giới, nên mà công ty đưa đi không phải ngại, sao bên này đừng có ngại. Bây giờ mình bệnh tật mà mình ngại là mình chết mà, rồi lại chết, nói thì lại hơi ấy, mà bây giờ mà ngại mà cứ ngại không đi là toi luôn, coi như là chết luôn. Bởi vì bệnh tật thì có bệnh thì cứ đi khám đấy. Không tiếc, đáng tiếc thì một hai ngày đi khám cả, nhưng mà nó sẽ tiếc cả một cái cuộc đời, nên là cứ có bệnh là cứ đi khám, mặc dù trong lúc nào kể cả là sáng tối trưa chiều tối, dù có vấn đề gì là cứ đi khám, đừng ấy bạn nhé. Nói chung là nó không đáng cái gì một hai ngày, một ngày thôi, còn một ngày khám thì là khoảng một ngày, đừng tiếc gì á gì cả, cứ ấy thì cứ mình cứ đi khám bạn nhé. Ok, mình sẽ kết thúc cái video đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Đấy, coi như đi khám là như vậy. Các bạn có gì thắc mắc hay khám bệnh như nào thì cứ bình luận phía dưới, mình đọc hết mà. Không ai bình luận, mình trả lời được hết bạn. Ok nhé, tạm biệt các bạn.